Đen bay tượng ánh sáng lên đầu. Nước cờ trong nhu có gương, nhiều biến hóa. Đen không nhảy mã cánh trái mà phi pháo cánh phải quá hà nhằm tránh cánh phải bị phong tỏa. Đây là nước cờ xuất hiện từ những năm 1980. Đỏ hoành sát cánh phải nhằm tập trung quân phá vỡ sự phong tỏa của đen bên cánh trái. Đến đây hình thành ngũ thất pháo tam binh, hoãn khai xa đối phản cung mã, hữu hoành xa đối tả tượng, hữu pháo quá hà. Đến đây cờ đen hai phương án đi quân, một là xe 9 tiến 1 và hai là mã 8 tiến 7. Phương án đi quân của đen xe 9 tiến 1. Đen hoành xe nhằm chuyển sang cánh phải. Đỏ bình xe bắt mã, nước cờ chính xác. Đỏ còn hai khả năng đi quân khác. Một là đỏ đi xe 1 bình 4. Cờ đen khai cục thành công. Hai là đỏ đi xe 1 bình 7. Cờ đen ưu thế. Như đỏ xe 1 bình 2. Cờ đỏ trước bắt mã, buộc mã phải di chuyển. Sau bắt pháo, buộc đen phải lên sĩ, làm xe không thể chuyển cánh. Đến đây cờ đen hai khả năng đi quân, một là xe 8 tiến 3 và hai là pháo 2 lùi 3. Khả năng đi quân của đen xe 8 tiến 3. Đen lên xe thật hà là để đối phó với việc đỏ đi tốt biên thông mã, nước cờ chính xác. Đến đây cờ đỏ hai khả năng đi quân, một là mã 9 tiến 8 và hai là xe 4 bình 8. Đỏ còn hai khả năng đi quân khác, một là đỏ đi sĩ 4 tiến 5 Cờ đỏ linh hoạt, dễ đi. Hai là đỏ đi tốt 7 tiến một. Đến đây cờ đen 2 khả năng đi quân. Một là đen đi C4 bình 3 ăn tốt. Cờ đen có thế công, cờ đen dễ đi. Hai là đen đi C4 tiến 5 phá sĩ. Cờ đen tuy hơn sĩ, nhưng cờ đỏ có tốt sang sông, cờ đen được không bỏ mất. Khả năng đi quân nước đỏ, mã 9 tiến 8. Đen nhảy mã đen hà, nước cờ logic với nước xe tuần hà của đen. Đỏ đổi mã. Đổi lại, như đỏ đi xe 4 bình 6. Cờ đen tuy khuyết tượng nhưng có tàu đầu sang sông, hai bên đều phải dè chừng. Như đỏ mã 8 tiến 6. Đen ăn mã. Đổi lại, như đen đi pháo 2 bình 5 ăn tốt chiếu tướng bắt xe. Cờ đỏ có thế công ở trung lộ, cờ đỏ dễ đi. Như đen xe 8 bình 4. Đỏ ăn tô đầu. Đổi lại, như đỏ đi sĩ 6 tiến 5. Cờ đen vừa lòng. Như đỏ pháo 5 tiến 4. Đỏ bình pháo vào đầu, nước cờ chính xác. Đổi lại, như đỏ đi pháo 5 lùi 2. Cờ đen phản tiên. Như đỏ pháo 7 bình 5. Đen lên xe bắt pháo. Đổi lại, như đen đi tốt 9 tiến 1. Nhằm phòng đỏ đi pháo 5 bình 1, ăn tốt. Như tiếp theo. Cờ đen vừa lòng. Như đen xe 2 tiến 3. Đến đây cờ đỏ có 2 khả năng đi quân. Một là pháo 5 lùi 2. Và 2 là xe 4 bình 5. Còn như nếu đỏ đi pháo 5 bình 1. Hai bên trói quân nhau, cờ đen ưu thế. Khả năng đi quốc đỏ, pháo 5 lùi 2. Đen lùi pháo ôm thược. Đổi lại, đen đi pháo 6 bình 5. Đến đây, cờ đeo hai khả năng ứng phó. Một là đen đi sĩ 4 tiến 5. Cờ đỏ tiên thủ. Hai là đã đi pháo 2 bình 5. Cờ đỏ dễ đi. Như đen pháo 6 lùi 4. Đen tiến pháo bắt mã, nước cờ đoạt tiên. Cờ đen nhiều tốt, ưu thế. Mời các bạn xem lại cái đi quân này. Cờ đen nhiều tốt, ưu thế. Khả năng thứ hai của đỏ hình cờ này là sẽ vốn bình 5. Đen bỏ pháo ăn sĩ, nước cờ tranh chủ động. Đỏ lên sĩ. Đỏ là hai khả năng đôi con khác. Một là đỏ đi C5 bình 8. Cờ đen dễ đi. Hai là đỏ đi tướng 5 bình 4 ăn pháo. Cờ đen ưu thế. Như đỏ sĩ 6 tiến 5. Cờ đen ưu thế. Mời các bạn xem lại cái đi quân này. Cờ đen ưu thế. Chúc các bạn nghiên cứu thành công thế trận Trung pháo đối phản cung mã.